lầu đê christus ngợi khen chúa jesus kitô đây là đài phát thanh vatican chương trình việt ngữ Thanh Hiển xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay, thứ sáu 23 tháng 3, sau bản tin, chúng tôi xin gửi đến quý vị bài viết nói về Giáo hội Kitô tại Ấn Độ trước những làn sóng bạo lực. Tiếp đến trong một gương chứng nhân, Mai Châu sẽ thuộc lại cuộc đời của Đức Hồng Y Eduardo Francisco Pionio, con người của nụ cười và sau cùng chương trình sẽ kết thúc với một thần học kinh thánh do Linh Tiến Khải phụ trách về đề tài, giá trị lịch sử và giá trị thần học của sách Joshua. Bây giờ, kính mời quý vị nghe tin tức. Vatican, Đức Thánh Cha Francisco sẽ viếng thăm Cộng hòa Ireland nhân dịp Đại hội Kỳ 9 các gia đình công giáo thế giới. Vào cuối buổi tiếp kiến chung sáng thứ Tư 21 tháng 3 vừa qua, dành cho hơn 20.000 tín hữu hành hương tại quảng trường Thánh Pharaoh, Đức thánh cha nói: Nhân dịp cuộc gặp gỡ các gia đình thế giới tới đây, tôi có ý định tới Dublin từ ngày 25 đến 26 tháng 8 năm nay. Ngay từ bây giờ, tôi cảm ơn chính quyền dân sự, các giám mục, đức giám mục giáo phận Dublin và tất cả những người đang cộng tác vào việc chuẩn bị cho cuộc công du này. Xin cảm ơn. Cuộc gặp gỡ kỳ 9 các gia đình công giáo thế giới sẽ khai diễn ngày 22 tháng 8 và kết thúc vào Chủ nhật 26 tháng 8 2018. Hôm 15 tháng 3, Đức ông Vasquez, Đặc ủy Phân bộ Gia đình và Sự sống thuộc Bộ Giáo dân Gia đình và Sự sống, cho biết đã có hơn 20.000 người đăng ký tham dự cuộc gặp gỡ nói trên. Theo Đức ông, con số đăng ký tham dự như thế là cao so với 12.000 người đăng ký tham dự cuộc gặp gỡ kỳ 8 trước đây tại thành phố Philadelphia hồi năm 2015 và nhiều gấp đôi so với Đại hội các gia đình công giáo kỳ 7 ở Milano, Bắc Italia năm 2012. Ban tổ chức hy vọng có khoảng 1 triệu người tham dự thánh lễ bế mạc của gặp gỡ vào Chủ nhật 26 tháng 8, 2018. Roma, Văn kiện đúc kết tìm Thượng Hội đồng Giám mục về giới trẻ đang tiến hành ở Roma sẽ được trao cho Đức Thánh Cha trong Thánh lễ Chúa Nhật lễ lá 25 tháng 3 tới đây, cũng là ngày quốc tế giới trẻ. Trong những ngày này, sau buổi khai mạc của Đức Thánh Cha sáng thứ hai 19 tháng 3, hơn 300 bạn trẻ tham dự viên được chia thành 20 nhóm để làm việc về 15 đề tài khác nhau. Ngoài ra, có 6 nhóm làm việc qua các mạng xã hội với hơn 15.000 người nối mạng. Xét về sinh ngữ, có bốn khối chính là tiếng Anh, Pháp, Tây Ban Nha và Ý. Về các tham dự viên, Đức Hồng y Lorenzo Bandiceri, Tổng thư ký Thượng hội đồng giám mục cho biết, trong số 285 tham dự viên chính thức, có 123 đại biểu trẻ đến từ Âu châu. Nói chung, trừ 10 hội đồng giám mục, tất cả 125 hội đồng giám mục còn lại đều gửi đại biểu đến dự tiền hội đồng giám mục hiện nay. Đức Hồng Y Bandisseri cũng nhận xét rằng các bạn trẻ yêu cầu có thêm các linh mục, các nhân viên mục vụ giúp đỡ họ. Đó là một sự kiện tốt. Các bạn trẻ muốn kích thích giáo hội và giáo hội chúng ta phải kích thích thế giới. New Delhi Đức Hồng Y Oswald Gracias, Chủ tịch Hội đồng Giáo mục Ấn Độ, thúc giục Thủ tướng Narendra Modi mời Đức Thánh Cha Francisco đến viếng thăm nước này. Tuyên bố hôm 20 tháng 3 vừa qua, sau khi gặp thủ tướng Ấn, Đức Hồng y Gracias, tổng giám mục Mumbai và cũng là một trong chín hồng y cố vấn của Đức Thánh Cha cho biết, thủ tướng Modi đã phản ứng tích cực đối với ước muốn của toàn thể cộng đoàn Công giáo tại Ấn Độ. Đức Hồng y mô tả cuộc gặp gỡ của ngài với thủ tướng là cởi mở, thân mật và thẳng thắn. Đây cũng là cuộc gặp gỡ đầu tiên của Đức Hồng y Gracias với thủ tướng Modi từ sau khi được bầu làm chủ tịch hội đồng giám mục Ấn Độ hồi đầu tháng 2 năm nay trong đại hội các giám mục Ấn ở thành phố Bangalore. Đức Hồng Y Gracias cũng là chủ tịch liên hội đồng giám mục Á Châu. Ngài nói với Thủ tướng Modi rằng, Đức Giáo Hoàng Francisco được cả thế giới ngưỡng mộ và quý chuộng, không phân biệt tín ngưỡng. Cuộc viếng thăm của Ngài tại Ấn Độ sẽ mang lại những điều tốt đẹp về lâu về dài cho đất nước. Đức Giáo Hoàng cũng rất quý mến Ấn Độ và Ngài sẽ cầu nguyện với dân chúng thông truyền sứ điệp hy vọng và tình thương. Thủ tướng Ấn Độ hứa sẽ tìm được thời gian thuận tiện cho cuộc viếng thăm của Đức Giáo Hoàng vì có hàng chục vị lãnh đạo thế giới dự kiến sẽ viếng thăm Ấn Độ trong năm nay. Năm ngoái, nhiều lần Đức Thánh Cha Phan Cô đã bày tỏ ước muốn viếng thăm Ấn Độ và lần chót Ngài bày tỏ ước muốn này là hồi đầu tháng 3 này khi tiếp một vị bộ trưởng của bang Kerala ở miền Nam Ấn. Trong cuộc gặp gỡ, Đức Hồng y Gracias cũng lưu ý Thủ tướng Modi về sự lo âu ngày càng gia tăng của các tín hữu Kitô về những vụ tấn công thường xảy ra chống lại các tổ chức và nhân sự của các nhóm dân thiểu số tại nhiều nơi ở Ấn Độ. Đức Hồng y khẳng định rằng những hành vi bạo lực như thế sẽ làm hại đất nước. Các tín hữu Công giáo là một cộng đoàn bé nhỏ, nhưng sự đóng góp của họ cho việc xây dựng đất nước vào khoảng từ 15 đến 20% hồi cuối năm ngoái, trong dịp Đức Thánh Cha đến viếng thăm Bangladesh, quốc gia láng giềng của Ấn Độ, người ta cũng bàn tán về vấn đề tại sao chính phủ Ấn Độ không chính thức mời ngài viếng thăm Ấn Độ và Thủ tướng Modi trả lời là chưa tìm được thời gian thuận tiện. Dư luận cho rằng lý do chính của tình trạng này có thể là trào lưu bài Kitô giáo dưới ảnh hưởng của đảng PGP của Thủ tướng Modi không có muốn cuộc viếng thăm của Đức Giáo Hoàng vì e ngại ảnh hưởng của Kitô giáo sẽ gia tăng. Damasco. 37 người đã bị thiệt mạng vì phiến quân pháo kích vào vùng khu vực Kito và người Trus ở thủ đô Damasco của Syria hôm 20 tháng 3 vừa qua. Đạn pháo và hỏa tiễn rơi trúng khu chợ đông người nhân dịp lễ các bà mẹ. Ngoài 37 người thiệt mạng, còn có 35 người khác bị thương. Phát ngôn viên của quân đội Nga, đồng minh của chính phủ Syria nói rằng các dân quân đã tấn công bằng hỏa tiễn và chợ Kasku ở quận Jaramana thuộc vùng thủ đô Damasco vào lúc 6 giờ 15 phút chiều ngày 20 tháng 3. Hàng chục người khác ở khu vực Duoma cũng đã bị thiệt mạng vì đạn pháo của phiến quân chống phe chính phủ của Tổng thống Assad. Tình trạng dân chúng ở khu vực Ghouta ở mạng đông của thủ đô Damasco đang bị quân đội chính quy Syria bao vây và tấn công mạnh từ ngày 18 tháng 2, mặc dù có nghị quyết ngưng bắn của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc. 1.500 thường dân đã bị thiệt mạng. Trong vòng một tháng, quân đội Syria đã kiểm soát được 80% khu vực của phiến quân và đang gia tăng nỗ lực chiếm trọn vùng này. Đức Hồng Y Mario Gennari, Sứ Thần Tòa Thánh và các nữ tu dòng Trapiste ở Damasco tố giác rằng bạo lực do các nhóm phiến quân gây ra hàng ngày nhưng các cơ quan truyền thông và các chính phủ Tây phương im lặng không nói tới. Quý vị đang nghe chương trình tiếng Việt Đài Vatican. Tiếp theo phần tin tức, kính mời quý vị nghe bài viết nói về giáo hội Kitô tại Ấn Độ trước những làn sóng bạo lực. <laughs> Kính thưa quý vị thính giả, ngày mai 24 tháng 3 là ngày cầu nguyện và ăn chay lần thứ 26 tưởng niệm các thừa sai bị sát hại. Ngày này do phong trào giới trẻ thừa sai thuộc các hội giáo hoàng truyền giáo ở Italia khởi xướng nhân dịp kỷ niệm chân phước Oscar Romero, tổng giám mục giáo phận San Salvador bị một đội quân tử thần sát hại ngày 24 tháng 3 năm 1980 trong lúc ngài cử hành thánh lễ tại một nhà thương ở ngoại ô San Salvador. Đức Tổng Giám Mục là người dẫn thân bênh vực các quyền con người và người nghèo. Mới đây, Tòa Thánh đã nhìn nhận một phép lạ thứ hai nhờ lời chuyển cầu của chân phước Oscar Romero, mở đường cho việc tôn phong ngài lên bậc hiển thánh trong tương lai gần đây. Nhân ngày cầu nguyện và ăn chay, tưởng niệm các thừa sai tử đạo, chúng tôi xin gửi đến quý vị vài nét về làn sóng bạo lực mà các tín hữu Kitô phải chịu từ hai thập niên qua ở Ấn Độ, do trào lưu ấn giáo cực đoan và quốc gia chủ nghĩa gây ra. Những tin tức về những vụ ảnh tượng đạo, nhà thờ Kitô bị đập phá, đức hồng y hoặc giám mục bị dọa giết, nữ tu bị hãm hiếp là những tin xảy ra hàng ngày tại Ấn Độ. Quốc gia có 1 tỷ 300 triệu dân cư, trong đó 80% là tín đồ Ấn giáo. Tin mới nhất được hãng thông tấn Asian News chuyển đi hôm 13 tháng 3 vừa qua là vụ một nhà thương công giáo ở Uzan, thuộc bang Madhya Pradesh đã bị những người ẩn giáo cực đoan tấn công. Các nữ y tá bị bạo hành, các nữ tu bị xô đẩy. Nhà thương công giáo đó tên là Pusa Mission của giáo phận Uyan thuộc giáo hội công giáo đông phương Siro Malaba. Từ 44 năm nay, bệnh viện này cung cấp dịch vụ y khoa có chất lượng cao cho dân chúng địa phương và các vùng nông thôn lân cận. Tại đây có 220 giường dành cho khu vực sản phụ phần lớn các bệnh nhân là dân nghèo, những người bị gạt ra ngoài lề xã hội và không có khả năng chi phí cho các dịch vụ sức khỏe. Mỗi năm có hàng ngàn bệnh nhân được săn sóc, không phân biệt giai cấp, chủng tộc hoặc tôn giáo. Linh mục Stephen Maria, đặc trách thông tin công giáo ở bang Madhya Pradesh cho biết, lúc 9 giờ sáng ngày 12 tháng 3, hơn 60 người võ trang quốc chim cùng với xe ủi đã đến nhà thương ủi sập tường và hàng rào xung quanh khu đất nhà thương rộng 185 mét vuông. Họ chặn lối vào khu máy phát điện và hệ thống nước, gây nguy hiểm cho sinh mạng và an ninh của các nạn nhân vô tội. Đám đông đã hành hung một số y tá, lăng mạ các nữ tu. Đám đông nói rằng họ được phép của tòa án địa phương cho chiếm lại khu đất nơi có bệnh viện. Đằng sau vụ này, có ông Kiantamani Manvija, đại biểu quốc hội thuộc đảng ấn giáo PGP và người phụ tá của ông, hồi tháng 7 năm ngoái đã đến nhà thương xưng mình là sở hữu chủ của khu đất bệnh viện. Đức cha Sebastian Van Daken, giám mục giáo phận Ujan sở tại, thăng viền rằng đây là một hành động chống lại cộng đoàn Kitô. Cuộc tranh chấp bắt đầu từ cuối tháng Giêng năm nay, khi người ta đưa ra vụ đòi quyền sở hữu giả tạo về đất nhà thương. Chúng tôi có tất cả giấy tờ hợp pháp chứng nhận quyền sở hữu của giáo phận trên khu đất này. Nay không có một lệnh nào, họ đến phá đổ tường và hàng rào nhà thương, phá máy phát điện làm cho toàn bộ điện của nhà thương bị cúp, kể cả khu khẩn cấp, việc cung cấp nước cũng bị ngưng. Tối ngày 12 tháng 3, Đức Giám Mục Van Khen cùng với hai linh mục đã đến gặp ông thống đốc tiểu bang để tra một giác thư về vụ này. Khoảng 80% các bệnh nhân được điều trị tại nhà thương Bút là những người thuộc các tôn giáo khác. Công việc tông đồ y tế của giáo phận phục vụ tất cả mọi người, không phân biệt tín ngưỡng hoặc giai cấp. Sau vụ này, Hội đồng giám mục Ấn Độ, Hội đồng giám mục miền thuộc bang Madhya Pradesh và giáo phận Ujjain bày tỏ đau buồn và lo âu, đồng thời khẳng định rằng vụ tấn công nhà thương như thế là một hành động làm hoen ố hình ảnh của nước Ấn Độ. Chúng tôi kêu gọi chính quyền tiểu bang và liên bang trừng phạt những kẻ phạm pháp và bảo đảm một nhà nước pháp quyền, trong đó mọi người đều bình đẳng trước pháp luật. Đức cha Leo Cognenio, tổng giám mục giáo phận Popan, cũng mời gọi các tổ chức đừng để cá nhân hoặc nhóm nào ở trên pháp luật. Ngoài việc bày tỏ lập trường trên đây, các giám mục Ấn Độ cũng cử một phái đoàn đến viếng nhà thương ở Ujian để ủy lạo các nạn nhân chứng kiến tận mắt những gì đã xảy ra. Một câu hỏi nêu lên ở đây là tại sao các tín hữu Kitô ở Ấn Độ lại phải chịu những hành vi bạo hành như thế? Theo ông Ansem Mejem chuyên gia về Ấn Độ thuộc tổ chức Bác Ái Miserio của Hội đồng Giáo mục Đức, Thái độ của các nhóm ấn giáo cực đoan là một phản ứng trước thực tại các Kitô hữu ở nước này chỉ là một thiểu số bé nhỏ nhưng có ảnh hưởng lớn. Thật vậy, trong số 1 tỷ 300 triệu dân ấn, ngoài 80% theo Ấn giáo, còn có 14% theo Hồi giáo. Các tín hữu Kitô thuộc mọi hệ phái chỉ chiếm 2,3%, tức là khoảng hơn 26 triệu người. Trong số này có 17 triệu là tín hữu Công giáo, là khối đông nhất so với các tín hữu Anh giáo, Tin lành và Chính thống. Tuy ít ỏi như thế, nhưng tại Hạ viện Liên bang Ấn có nhiều tín hữu Kitô là đại biểu Quốc hội. Ngoài ra, tại Ấn có nhiều trường học Kitô thuộc vào số những trường có chất lượng giáo dục cao nhất nước. Nhiều người thuộc giai tầng xã hội và chính trị cấp cao ở Ấn là những người theo học tại các trường Kitô tô cũng như phần lớn những người Ấn giáo. Sự kiện này bị các thành phần Ấn giáo cực đoan coi là một sự đe dọa của các tín hữu Kitô. Sự kiện đó làm cho nhiều người nghĩ rằng các tín hữu Kitô Ấn Độ là những người thuộc lớp ưu tú, nhưng thực ra không phải như vậy. 60% Kitô hữu ở Ấn là những người cùng Đinh Dalit, những người thấp nhất trong xã hội Ấn. Nguyên ngữ của Dalit là bị trà đạp dưới chân. Tuy rằng ở miền Nam và Đông Bắc Ấn cũng có những tín hiệu Kitô thuộc giai tầng khá giả. Dạ. Những thành kiến chống Kitô hữu ở Ấn đã làm cho những thành phần Ấn giáo đấu tranh sử dụng bạo lực và tình trạng này trở nên trầm trọng hơn do chính sách quốc gia chủ nghĩa của đảng BGP hiện đang cầm quyền tại Ấn Độ nhiều người Ấn giáo có phản ứng bảo vệ đặc tính riêng của mình và muốn phục hồi quê hương theo chiêu bài Ấn Độ thuộc về người Ấn giáo. Từ năm 2014, đảng quốc gia Ấn giáo đã thắng cử và ông Narendra Modi lên làm thủ tướng với sự hỗ trợ của người dân quân Ấn giáo đấu tranh ông củng cố quyền hành của mình. Ông Major Ant cho biết tình trạng của người hồi giáo tại Ấn Độ thường thê thảm hơn so với các tín hữu Kitô họ dễ trở thành đối tượng của những vụ bạo hành và tấn công do sự phẫn nộ của dân chúng, vì thường họ là những người nghèo và ít học. Hơn nữa, những người Ấn Độ oán ghét nước Pakistan như kẻ thù. Quốc gia này tách khỏi Ấn Độ từ năm 1947, nên người Ấn giáo cũng ghét lấy những người Hồ giáo còn sinh sống tại Ấn. Giờ vậy, ông Meje Ant cho biết, từ vài năm gần đây, các cuộc tấn công các tín hữu Kitô gia tăng và tình trạng thật căng thẳng ông sejan george chủ tịch hội đồng các tín hữu kitô ấn độ xác nhận trong dư luận ở ấn ngày càng có tinh thần bất bao dung đối với kitô giáo trong xã hội ấn trên nguyên tắc trung lập về tôn giáo do sự thiếu ý chí của chính quyền các nhóm cực hữu được khuyến khích kiểm soát các lĩnh vực của xã hội và họ xúi dục hoặc gây ra những vụ bạo động chống cộng đoàn kitô bé nhỏ và dễ tổn thương từ đó tự do tôn giáo bị vi phạm Kitô giáo có truyền thống lâu đời tại Ấn Độ. Theo lưu truyền, Thánh Tô Ma Tông Đồ đã mang tin mừng tới Ấn Độ. Tại thành phố Mapras ở miền Nam Ấn, thuộc bang Tamil Nadu, các tín hữu còn tôn kính mộ của Thánh Nhân. Điều chắc chắn là Kitô giáo đã hiện diện tại Ấn từ thế kỷ thứ tư. Hồi thế kỷ thứ 15, khi những người Âu đến Ấn Độ, thì họ đã thấy các thánh đường Kitô tại nước này trong thời gian tiếp đó có làn sóng các thừa sai từ các nước Công giáo như Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha và Pháp cả những người Anh theo Anh giáo và người Hà Lan theo Tin lành cũng phổ biến Kitô giáo tại Ấn về phần hội đồng giáo mục Ấn Độ các vị đã nhiều lần lên tiếng tố giác làn sóng bạo lực chống Kitô giáo Đức hồng y Oscar Gracias tổng giám mục Mumbai Tân chủ tịch hội đồng giáo mục Ấn Độ đã bày tỏ lo âu về những đe dọa gia tăng chống lại sự đa nguyên tại đất nước này. Tuyên bố trong cuộc họp báo hôm mùng 10 tháng 2 năm nay sau đại hội 2 năm một lần của Hội đồng Giám mục Ấn Độ tại thành phố Bangalore, Đức Hồng Y Gracias nói, Chảo lưu bất bao dung làm cho chúng tôi lo âu. Sự khác biệt vốn là một trong những sức mạnh của Ấn Độ. Đất nước chúng tôi vốn được thế giới biết đến về những văn hóa, ngôn ngữ và tôn giáo khác biệt bất kỳ mưu toan nào nhắm chia rẽ dân chúng do một số thành phần đều là có hại cho đất nước. Trong thời gian gần đây, các nhóm binh vực nhân quyền ở Ấn Độ đã bày tỏ quan tâm về những tội phạm vì lý do tôn giáo tại Ấn Độ và chính phủ Ấn cũng xác nhận sự gia tăng bạo lực vì lý do tôn giáo. Trong thông cáo chung sau khóa họp, Hội đồng Giáo mục Ấn Độ khẳng định rằng không ai được nghi ngờ lòng trung thành hoặc sự dấn thân của chúng tôi cho đất nước. Các giám mục ám chỉ tới lời cáo buộc của những thành phần ấn giáo cực đoan cho rằng người Hồi giáo và các tín hữu Kitô Ấn Độ là những người ngoại quốc. Các giám mục ấn nhấn mạnh rằng chủ nghĩa quốc gia chân chính có thể dẫn tổ quốc chúng ta đến một nền hòa bình chân thực, sự hòa hợp, tiến bộ và thịnh vượng. Vì thế, mọi người dân Ấn Độ cần tránh thứ văn hóa đám đông và thái độ duy ngờ vực và cảnh giác để bảo tồn hòa bình. Đức cha Theodor Mascarenhas, thuộc giáo phận Ranki, tổng thư ký hội đồng giám mục Ấn Độ cũng nói rằng các cuộc tấn công chống lại sự đa nguyên không phải chỉ chống các tín hữu Kitô nhưng còn chống lại mọi người dân Ấn Độ. Đức Cha nói bạn không thể để cho vài thành phần điên rồ làm hư hỏng sự hòa hợp. Vấn đề ở đây là duy trì các giá trị đã được hiến pháp quốc gia bảo đảm và chế độ pháp trị. Mọi người đều bình đẳng trước pháp luật để tiếp tục chương trình mai châu sẽ thuộc lại cuộc đời của đức hồng y eduardo francisco pionio con người của nụ cười Hồng y Eduardo Francisco Pironio được biết đến không chỉ là một người tài giỏi, thông minh mà còn là người của nụ cười. Thật vậy, đọc qua tiểu sử và những hoạt động mục vụ của Ngài sẽ cho chúng ta thấy rõ điều ấy. Được sinh ra trong một gia đình công giáo có nền tảng trong việc thực hành các thói quen đạo đức, lớn lên đáp lại lời mời gọi của Chúa, Ngài quyết định trở thành linh mục sau khi kết thúc các môn học của chủng viện thuộc Tổng giáo phận La Plata ở Argentina, Ngài tiếp tục theo học tại Đại học Giáo hoàng Angelicum ở Roma và ngay sau Thế chiến thứ hai đã có bằng Đại học về Thần học. Được phong chức linh mục vào ngày 5 tháng 12 năm 1943, trở thành giáo sư và sau đó là hiệu trưởng của chủng viện Buenos Aires. Tiếp theo đó là một loạt những trọng trách mà Ngài đã đảm nhận, chủ nhiệm khoa thần học của Đại học Công giáo Argentina, giám mục phụ tá của Tổng giáo phận La Plata, rồi giám mục chính, thư ký và sau đó là chủ tịch của Hội đồng giám mục châu Mỹ Latin. Năm 1975, Ngài được Đức Thánh Cha Paulo VI gọi đến Roma làm Tổng trưởng Bộ Tu Sĩ. Ngài nhận nhiệm vụ mới với những ưu tư lớn vì phải đưa tinh thần của công đồng Vatican II vào việc canh tân đời sống tu trì. Ngài đã tham gia nhiều buổi họp và hội thảo để cùng với các vị khác trong giáo hội kịp thời có những đường hướng mới phù hợp với sự biến đổi của thời đại. Sau đó, Ngài được Đức Giáo Hoàng John Paulo Đệ Nhị bổ nhiệm làm Chủ tịch Hội đồng Giáo Hoàng về Giáo dân. Với tư cách là Chủ tịch, Ngài đã khuyến khích thành lập diễn đàn quốc tế của phong trào công giáo tiến hành sau Thượng Hội đồng về ơn gọi và sứ mạng của giáo dân trong giáo hội và thế giới vào tháng 10 năm 1987. Trong giai đoạn chuẩn bị cho việc hình thành Ngày Quốc tế giới trẻ, Ngài là một trong những người đã giúp Thánh Doan Phô Đệ Nhị hoàn thành ước muốn thiết lập Ngày Quốc tế giới trẻ. Ngài thi hành việc đó không đơn giản chỉ là một nhiệm vụ, nhưng với tất cả trái tim của người mục tử và là bạn của giới trẻ. Không thể nhớ lại ở đây, cách đầy đủ công việc mục vụ bao la của Hồng Y Pironio, người luôn luôn sống với lòng quảng đại và với tình yêu lớn lao đối với giáo hội, chỉ cần đề cập đến việc giảng dạy thần học. Đào tạo các ứng sinh trẻ cho chức linh mục là giám mục trong các giáo phận khác nhau, phục vụ giáo triều Roma chúng ta sẽ thấy được những đóng góp to lớn của ngài đã dấn thân cho giáo hội đó là về những công việc mà ngài đã thi hành với lòng yêu mến và dân phục giáo hội nhưng không chỉ thế một điều đặc biệt mà mọi người hay nhắc đến ngài một chứng nhân của niềm vui hy vọng phục sinh qua cuộc sống của ngài chúng ta thấy rõ sự phục sinh vinh quang của chúa kitô và mầu nhiệm thập giá là hai trụ cột của đời sống thiêng liêng của đức hồng y pironio Ngài thực sự là một con người của mầu nhiệm phục sinh. Trong các bài giảng, chủ đề về mầu nhiệm vượt qua thường xuyên được Ngài lặp lại. Với lời khẳng định, một điều chắc chắn rằng Đấng Kitô sau khi trải qua cái chết đã bước vào sự viên mãn của cuộc sống và bây giờ Ngài đang sống, chiếu tỏ ánh sáng và niềm vui phục sinh cho giáo hội và cho mỗi người chịu phép rửa, đặc biệt trong những giai đoạn tối tâm và buồn rầu. Không phải ngẫu nhiên mà chủ đề chính ngài chọn khi được mời giảng tĩnh tâm cho Đức Giáo hoàng và Giáo triều Roma vào năm 1974 chính là Giáo hội phục sinh. Trong một bài suy niệm ngài nói, nền tảng của toàn thể giáo hội là sự phục sinh. Cuộc sống mới của Kitô hữu, mặc lấy Đức Kitô là một cuộc sống gợi hứng từ mầu nhiệm phục sinh, phục sinh với Chúa Kitô. Về mầu nhiệm thập giá Đức Hồng Y thực sự hiểu và sống màu nhiệm này một cách sâu thẳm. Trong bản di chúc thiên liêng, Ngài viết, Tôi cảm ơn Chúa vì đặc ân thập giá của Ngài. Tôi cảm thấy rất vui vì đã đau khổ nhiều. Tôi xin lỗi vì đã không đón nhận đau khổ một cách tốt nhất. Tôi không nếm cảm thập giá của tôi trong thanh lặng. Tôi ước rằng, ít ra bây giờ, thập giá của tôi sẽ bắt đầu được chiếu sáng và mang lại hoa trái. Thay vì nổi loạn và trở nên cứng cỏi khi đối diện với nỗi đau khổ, Ngài luôn cầu nguyện với Chúa để thập giá có thể chiếu sáng và đem lại hiệu quả cho linh hồn. Là một chứng nhân tuyệt vời cho niềm vui Kitô, mọi người đều nhớ đến Ngài qua nụ cười, tính hài hước, khả năng vui mừng vì thấy điều tốt nơi người khác, lạc quan trong mọi hoàn cảnh. Giải thích về lời khích lệ của Thánh Phaolô về niềm vui Kitô, Ngài viết: Chúng ta sẽ hạnh phúc theo cách mà chúng ta hiệp thông với Thiên Chúa, cảm nhận và nếm cảm sự hiện diện của Ngài trong vẻ đẹp của sự vật hay trong sự chân thành của bạn bè. Bởi vì trong chính những điều này, Thiên Chúa cũng mặc khải và thông điệp với chúng ta. Để đạt được điều này, Hồng Y Pironio có một cái nhìn đức tin về sự hiện diện của Thiên Chúa nơi người khác. Ngài đối xử với mọi người một cách tôn trọng, gần như bằng sự tôn kính và biết cách nếm nét đẹp và niềm vui của tình bạn như một dấu hiệu tình yêu Thiên Chúa dành cho con người. Đây là lý do tại sao những người trẻ yêu Ngài nhất. Những người trẻ nhận thấy rằng Ngài rất vui khi được cùng ở với họ. Hơn thế nữa, Ngài còn khuyến khích nâng đỡ họ như là một người cha thực sự. Các bạn trẻ cảm thấy được yêu, được tôn trọng từ nơi Ngài cảm thấy được hiểu rõ về những ước muốn sâu xa nhất cũng như những khó khăn mà họ phải đối diện trong cuộc sống chính vì thế hồng y pironio vẫn còn được ghi nhớ hôm nay như là hồng y của tuổi hồng y pironio quả là một con người tuyệt vời của giáo hội một linh mục nhiệt tình năng động nhưng không thiếu đời sống nội tâm sâu sắc yêu mến đức trinh nữ maria người đã đem lại những hoa trái trong việc giảng dạy và không mệt mỏi trong các công việc tông đồ. Đức tin mà Ngài tiên xưng không chỉ bằng lời, nhưng qua những việc làm cụ thể, qua việc phục vụ người khác. Trong phần cuối của buổi phát, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị mục thần học kinh thánh trình bày về đề tài, giá trị lịch sử và giá trị thần học của sách Joshua. Thưa quý vị thính giả, khi đọc sách Joze, chúng ta nhận thấy sách có giá trị lịch sử rất lớn. Những gì đã nói liên quan tới việc biên soạn sách Joze không lấy mất đi gì cả trong giá trị lịch sử của nó. Thật vậy, các đào bới khảo cổ và địa lý đã góp phần rất nhiều vào việc chứng minh cho giá trị lịch sử của sách. Từ lịch sử chúng ta biết rằng dân Canaan đã được tổ chức rất quy củ và có nhiều thành phố pháo đài kiên cố. Các thành phố này là nơi dân chúng chạy vào trú ẩn khi có chiến tranh. Bình thường họ sống bên ngoài thành phố giữa ruộng đồng, họ canh tác. Chương 13 sách dân số kể lại các nhận xét của đoàn thám thính do ông Josue cầm đầu theo lệnh ông Môsê như sau: Sau 40 ngày do thám đất, họ trở về, họ đến gặp ông Môsê, ông Aharon và toàn thể cộng đồng con cái Israel tại Kadesh trong sa mạc Paran họ báo cáo với hai ông và toàn thể cộng đồng con cái israel và cho những người đó xem hoa trái miền ấy họ thuật lại với ông mose rằng chúng tôi đã vào miền đất ông sai chúng tôi đến đúng là miền đất tràn trề sữa và mật và đây là hoa trái miền ấy thế nhưng dân cư miền ấy thì mạnh thành thì lại kiên cố và rộng lớn lắm ở đó chúng tôi còn thấy cả con cháu anak có người amalek ở miền negev người Khết, người Dơ và người Emori ở miền núi, còn người Canaan thì ở bờ biển và dọc sông Jordan. Bây giờ ông Caleb truyền cho dân đang phản đối ông mô phải im lặng. Ông nói, ta cứ lên chiếm biển ấy vì chắc chắn ta có thể thắng được. Những người đã cùng lên với ông đáp lại, ta không thể lên đánh dân ấy vì họ mạnh hơn ta. Trước mặt con cái Israel, họ bắt đầu chê bai miền đất họ đã do thám họ nói miền đất chúng ta đã đi qua để do thám là đất nuốt những người ở đó và tất cả những người chúng tôi thấy ở đó đều là những người cao lớn ở đó chúng tôi trông thấy những người khổng lồ con cháu của anak thuộc giống người khổng lồ chúng tôi thấy mình chỉ như châu chấu và họ cũng coi chúng tôi như vậy toàn thể cộng đồng lớn tiếng kêu la dân chúng khóc lóc cả đêm ấy tất cả con cái israel đều kêu trách ông mose và ông aharon toàn thể cộng đồng nói với các ông phải chi chúng tôi chết ở bên đất ai cập hoặc phải chi chúng tôi chết trong sa mạc này cho xong sao già về lại đem chúng tôi vào đất này để chúng tôi ngã gục dưới lưỡi gươm để vợ con chúng tôi bị giặc bắt chúng tôi trở về ai cập có tốt hơn không họ bảo nhau chúng ta hãy đặt lên một người cầm đầu và trở về ai cập trước mặt toàn thể đại hội của cộng đồng con cái Israel, ông Mose và ông Aharon dấp mặt xuống đất. Ông Josue con ông Nun và ông Caleb con ông Jephunne là những người đã tham dự cuộc do thám đất, xé áo mình ra và nói với toàn thể cộng đồng con cái Israel. Miền đất chúng tôi đã đi qua để do thám là một đất tốt thật là tốt. Nếu ra về thương ta, người sẽ đưa ta vào đất ấy và ban đất ấy cho ta, một đất tràn trề sữa và mật. Vậy anh em đừng nổi loạn chống ra vê và đừng sợ dân đất ấy. Chúng ta sẽ nuốt chửng chúng. Thần hộ mệnh chúng đã lìa xa chúng, còn ra vê thì ở với ta, đừng sợ chúng. Lịch sử cũng cho chúng ta biết người Canaan đã mua xe và ngựa từ người Hít-tít Như thế, khung cảnh lịch sử của người Canaan như được trình bày trong sách Josue tương ứng với thực tại lịch sử chính vì vậy đứng trước họ dân israel với các khí giới và dụng cụ thô sơ nghèo nàn cảm thấy mình thất thế sức mạnh duy nhất của dân israel là niềm tin nơi thiên chúa sự mưu mô giả vờ và biến báo khi họ chiếm được các ngựa xe của vua miền bắc họ không biết làm gì với chúng nên họ chặt gân chân ngựa và đốt xe sự thụt lùi của nền văn minh được minh giải khi nghĩ tới tinh thần của các tri tộc đến từ sa mạc vào chiếm đất của dân Canaan văn minh hơn nhưng lại coi tất cả mọi sự của nền văn minh ấy là một nguy hiểm đối với tôn giáo của họ. Đây là khuynh hướng đã được minh chứng bởi các nghiên cứu tân tiến về lịch sử đất Palestine và trong một khía cạnh nào đó, đây cũng là lý do biện minh cho luật chu hiến Kherem Người Do Thái lo sợ nhất là bị tiêm nhiễm các thói tục tôn thờ thần ngoại chương tám sách jose kể lại cuộc đánh thành ai và mưu kế của ông jose như sau ra về phán với ông jose đừng hãi đừng sợ hãy đem theo ngươi mọi chiến sĩ đứng dậy đi tiến lên đánh thành ai xem đây ta nộp vào tay ngươi vua thành ai dân thành và xứ của vua ấy ngươi sẽ đối xử với thành ai và vua thành ấy như đã đối xử với jericho và vua thành ấy các ngươi chỉ được chiếm cho mình chiến lợi phẩm và thú vật. Ngươi hãy đặt quân mai phục phía sau thành để tấn công. Ông Josue trỗi dậy cùng với mọi chiến sĩ lên đánh thành ai. Ông chọn 30.000 dũng sĩ và đang đêm sai họ đi. Ông ra lệnh này cho họ. Xem đây, anh em sẽ mai phục phía sau thành để tấn công, nhưng đừng ở quá xa và tất cả anh em hãy sẵn sàng còn tôi và toàn dân ở với tôi chúng tôi sẽ tiến lại gần thành khi chúng ra nghênh chiến với chúng ta như lần đầu chúng tôi sẽ chạy trốn trước mặt chúng chúng sẽ chạy ra đuổi theo chúng tôi cho đến khi chúng tôi nhử chúng ra xa thành vì chúng sẽ nói họ chạy trốn trước mặt chúng ta như lần đầu chúng tôi sẽ chạy trốn trước mặt họ còn anh em anh em sẽ đứng lên rời chỗ mai phục và chiếm thành Gia về Thiên Chúa của anh em sẽ nộp thành vào tay anh em. Vậy sau khi đoạt được thành, anh em sẽ phóng hỏa đốt thành. Anh em phải làm theo lời Gia Vê. Hãy coi, đó là mệnh lệnh tôi truyền cho anh em. Ông Dô sai họ đi. Họ đi đến chỗ mai phục và núp ở giữa Bết En và Ai. Về phía tây của thành, còn ông Dô thì qua đêm ở giữa dân. Sáng hôm sau ông Dô dậy sớm, duyệt lại hàng ngũ của dân, ông và các kỳ mục Israel tiến lên đi trước dân để tấn công thành Ai. Mọi chiến sĩ ở với ông thì đi lên tiến tới. Đến trước mặt thành Ai, họ đóng trại ở phía bắc thành. Giữa họ và thành có một thung lũng. Ông lấy chừng năm ngàn người cho họ mai phục giữa bếp ên và Ai phía tây thành. Khi dân đã dàn trận ở phía bắc thành và đặt hậu quân ở phía tây, thì đêm ấy ông Josue đi ra giữa cánh đồng. Vua thành ai thấy thế thì sáng hôm sau vua và toàn dân trong thành vội vàng dậy sớm ra nghênh chiến với Israel ở chỗ đã định đối diện với Arava. Nhưng ông không biết là có quân mai phục đang chờ ông đằng sau thành. Ông Joze và toàn dân Israel để cho quân địch đánh và họ tháo chạy về phía sa mạc. Toàn dân trong thành tập hợp lại đuổi theo. Chúng đuổi theo ông Joze và bị nhử ra xa thành. Không một người nào trong thành ai và bết El mà không chạy ra rượt theo Israel. Chúng để thành bỏ ngỏ mà đuổi theo Israel. Ra về phán với ông dô Hãy dơ ngọn lao ngươi đang cầm trong tay hướng về thành ai, vì ta sẽ nộp thành ấy vào tay ngươi. Ông dô dơ ngọn lao đang cầm trong tay về phía thành. Ông vừa dơ tay lên, thì quân mai phục vội vàng trỗi dậy, rời khỏi chỗ núp. Họ chạy vào và chiếm thành, rồi vội vàng phóng hỏa đốt thành. Người thành ai quay lại, nhìn thấy khói từ thành bốc lên trời. Chúng không còn sức chạy trốn đằng nào nữa, vì những người Israel đang chạy trốn vào sa mạc, quay lại đánh những kẻ đuổi theo họ. Thấy quân mai phục chiếm được thành và thấy khói từ thành bốc lên, ông Jose và toàn thể Israel quay trở lại đánh người thành ai. Những người khác ra khỏi thành đón đường chúng, khiến chúng lọt vào giữa Israel, và bị trận cả hai đầu israel giết chúng không để sót một tên không để thoát một mống vua thành ai bị bắt sống và bị điệu tới ông jose khi israel đã giết sạch dân thành ai kẻ ở ngoài đồng cũng như kẻ ở trong sa mạc là nơi chúng đuổi theo họ khi tất cả cho đến tên cuối cùng đã ngã gục dưới lưỡi gươm thì toàn thể israel trở về thành ai và dùng lưỡi gươm giết chúng Số những kẻ ngã gục trong ngày đó, đàn ông cũng như đàn bà, tất cả lên tới 12.000, mọi người đều là dân thành ai. Ông Dô cứ giơ tay cầm lao không hạ xuống, cho đến khi ông thi hành án chu diệt tất cả thành ai. Người Israel chỉ chiếm cho mình thu vật và chiến lợi phẩm của thành ấy, theo lệnh Gia Vê đã chuyển cho ông Dô Ông Dô đã đốt thành ai, khiến nó mãi mãi là một nơi điêu tàn một chốn hoang vu vẫn còn cho đến ngày nay. Ông cho treo cổ vua thành ai trên cây cho đến chiều. Nhưng khi mặt trời lặn, ông ra lệnh hạ xác xuống khỏi cây và quăng ở cửa thành. Người ta chất trên y một đống đá lớn vẫn còn cho đến ngày nay. Các thiếu trung thực và các mâu thuẫn, việc thiếu kết nối giữa các phần khác nhau của sách Chô Duê đã không làm suy yếu tính cách lịch sử và đích thật của tác giả, trái lại còn xác nhận nó tác giả sách jose đã không có ý biên soạn một lịch sử phê bình như chúng ta hiểu ngày nay cũng không hiểu nó như người hy lạp và la tinh hiểu ông chỉ có ý trình bày việc đánh chiếm đất palestina dưới khía cạnh thần học nghĩa là ông muốn cho thấy làm sao trong mỗi biến cố đều có bàn tay của thiên chúa sắp xếp các điều xảy ra như ngài muốn qua các biến cố lịch sử ông dẫn đưa tới việc thực hiện lịch sử cứu độ nhân loại nỗi lo lắng này của ông hiển nhiên tới độ khiến cho ông quên cả việc nói cho chúng ta biết việc đánh chiếm các trung tâm quan trọng bậc nhất như Silo, Sichem và Gilgal đã xảy ra như thế nào. Tất cả đã được thuật lại theo một lược đồ lập đi lập lại đến nhàm chán. Ra về nói với ông Jojoe, ông Jojoe nói với dân chúng, rồi đi tới hành động và việc áp dụng luật chu hiến Kherem đối với trường phái Benhausen lược đồ này là lý do để họ chối bỏ mọi sự thật và tính cách thật của các trình thuật trái lại đây chính là điều trao ban cho sách jose tất cả giá trị lịch sử của nó đối với nhà phê bình biết chú ý và thanh thản giữa các hàng của lịch sử nòng cốt tôn giáo này không thể không nhận ra diễn biến của lịch sử dân sự và chính trị của giai đoạn trong đó con cái israel đã đánh chiếm đất của người Canaan được trình thuật với các nét chấm phá và các tia sáng vọt lên đó đây. Sách Giô-rui nằm giữa sách đệ nhị luật, trao ban lề luật cho dân Do Thái và hứa ban cho họ đất Canaan và các sách thủ lãnh Samuel và các vua kể lại việc đánh chiếm tiếp theo như thế nào và tại sao lại có sự thay phiên mất đi và chiếm lại vùng đất này. Trong lịch sử cứu độ, sách Giô-rui đã là một bước tiến đối với sách đệ nhị luật các lời thiên chúa hứa với tổ phụ abraham và được canh tân sau khi ra khỏi đất ai cập đạt điểm thành toàn của chúng ra về thiên chúa bận rộn với một dân cứng đầu cứng cổ nhưng họ phải trả giá đắt đỏ cho các bất trung không tuân giữ luật lệ của họ bởi vì chương trình phải được đưa tới chỗ thành toàn mặc dầu có các thiếu sót mỗi một thiếu sót đều được trình bày như một bất trung nguyên lý thống trị toàn sách đó là thiên chúa luôn luôn trung tín vì thế ngài đòi buộc dân do thái phải tuyệt đối trung thành với ngài vì luật liên đới được nhắc tới nhiều lần toàn dân đều có trách nhiệm cả đối với các bất trung không tuân giữ của một cá nhân đề tài trung thành đối với thiên chúa là nền tảng của mọi sự kể cả các danh sách biên giới các vua các thành phố bị đánh chiếm tác giả không chú ý tới việc một thành phố đã do chính ông Duy đánh chiếm hay không cho bằng cho thấy ra Vê trung thành với các lời ngài đã hứa như thế nào và đã ban cho dân Israel toàn vùng đất này. Như vậy đã không có việc lo lắng cho biết một cách chính xác thành phố này hay thành phố nọ đã được đánh chiếm trước hay sau khi ông Jose qua đời. Tiếp theo đó ngôn sứ Ezekiel lấy lại cùng đề tài chia đất hứa một cách lý tưởng cho 12 chi tộc, nhưng cho chúng các ranh giới đã không bao giờ có trong lịch sử thật. Khi nhìn vào lịch sử của ông Josue và nhìn về đằng sau, coi nó như là một đoạn của lịch sử cứu độ đại đồng, người ta thấy rõ ràng vùng đất nơi chảy sữa và mật ong tràn trề chỉ là hình ảnh của các của cải và sự phong phú thiêng liêng mà Thiên Chúa và Chúa Kitô đã chiếm hữu được trở lại cho nhân loại. Dưới đường nét này, sách Josue là một bước tiến lớn trong biến cố của các thời đại, trong đó các lời Thiên Chúa hứa sẽ trở thành thực tại chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Từ 6 giờ 15 đến 6 giờ 57 phút sáng giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31 m 25 và 25 m 21. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của mẹ Maria, thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Lao đét thua Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.